mình sẽ đi bơi nha các bạn. Đây là đoạn đường tụi mình đang đi. Đây. Úc cho mình. Hello. Mấy đứa đi chưa? Mấy đứa kia đi chưa rồi nha các bạn. Mấy người kia đi chưa rồi. Anh tụi mình quay đây. Theo chân tụi mình review hồ bơi nha. Rồi, bắt đầu bơi chỗ nào trước? Tụi nó nhỏ hơn bơi khoảng này. Này, tem nhỏ qua bên hồ bơi nhỏ. Thì tụi bay chơi với em. Cho em tập bơi trước đi. Bên đây có con chuột chơi à, bây giờ mình qua hồ bơi. Đỡ em xuống. Cho em xuống. Bước xuống. Nếu mà nó không có được đâu. Xuống đi kè không sao đâu. Gọi gì đi xuống nè. Không. Rồi xuống. Đi, đỡ, 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 đỡ em xuống chút xíu coi. Em quay chân nè. Mày xuống đi, có sao đâu. Không sao đâu. Đi xuống này. Ở vòng vòng đừng. Ờ cho. Lại lên á. Em dẫn kem đi, chị dẫn kem đi. Đúng rồi. Đó. 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 Sao không? Ôi. Đây. Đó. Đó này. Đó này. Đó này. Đó này. Lên. 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 Từ từ. Từ từ. Các bạn ơi, tụi bay biết rồi, bay không hỗ trợ em đi từ từ. Các bạn ơi, bây giờ mình qua bên bển chơi nha các bạn, có cầu trượt luôn kìa. Đi từ từ để té Huy. Không. Ô, con Huy ngỡ nè.
lên đã. Leo lên. Cho tôi hỏi cảm xúc như thế nào. Vui không? Trả lời. Mẹ ơi, sao vậy? Sao lại vậy? Dùng kem chưa con? Lên chỗ kem. Trời ơi, xuống xuống tích cho con. Giảm thằng kia lên đi, vui lắm. Đây. Ở đây yếu à. Chị chơi tôi biết cảm giác chị sao? Quá đã. Quá đã. Lần đầu tiên bơi cảm giác sao nè? Quá đã luôn. Mong bơi lần này đã luôn. Lên đây vào lên đây. Rồi chị này muốn lửa các ơi. Muốn lửa. Chốt đi. Rồi các bạn bơi đây nha. Để tôi qua tôi review hai anh này rồi coi sao. Rồi vô. Bơi coi. Bơi coi, bơi coi. Từ từ đến nó đẳng bơi lại. Ui nước sâu. Sao bạn nó bơi đi. Một em biết bơi. Em này coi. Em này phải cần có hộ hỗ trợ bằng áo áo không. Sẽ chết. À đây lúc. Hai anh này coi bộ không có vui, không có vui bằng mấy cái tem này rồi. Bơi ngựa. Rồi sau hai tuần mình không ra clip, hôm nay mình dẫn tem mình đi xả chép hồ bơi. Mọi người nhớ cho mình một like một share để mà cho kênh mình nó phát triển nhiều hơn nha. Tuần nào mình cũng ra clip cho các bạn xem nhé. Ở đâu bây giờ đi lại đây lặn xuống rồi nào mà hơi dài nhất nữa thắng nè. Ở đây tập trung lại đây. Đúng rồi, ai mà hơi dài nhất là thắng là được ly trà sữa nè. Xếp hàng đi, xếp hàng đi. Ra đây. Thôi vậy bốn đứa lớn đi. Cút xuống đứa nào mà hơi dài nhất lát được đi trà sữa tách gô nha. 2, 3 lắng. Làm gì? Ba người. Con bà này làm gì? Tôi kêu lặng chứ tôi không kêu. Cong lên cong. Lan gian rồi. Tôi kêu lặn là lặn xuống luôn mà. Mày quay làm hỏng. Quay bị cái hồ lớn. Làm lại. Làm lại nha. Tao ăn ly trà sữa này cho. Đây là sóc biển nè. Nè thôi con Nhiên Phú đi. Đi từ. Nghe lặn trong tay. Nói là đang anh thở mệt. Con thở dưới nước được không? Sóc biển nè. Khoan để cho con thở cái đi. Bơi bơi. Rồi xích lại đây, xích lại đây, con xích lại đây, hai đứa mới không mặn chứ. Ô đi 1 2 3 là đúng rồi, xích lại. Út phải quan lượt hai đứa được chứ, xích đi gần nữa. Rồi, 2 3. Đúng rồi. Rồi. Và hai tem lớn của bọn mình đang ấy nha các bạn. Thua quá. Một bạn đã thua. Không uống nước. Công ơi, chạy công ơi, tới anh công thắng rồi đó. Công mình quá tuyệt vời. Đấy, công đại gia quá tuyệt vời các bạn à. Lựu đạn gớt. Lựu đạn gớt sao không? 2, 3.
Một cái tuyệt chiêu quá dữ. Và sau đây lại thêm một cái lựu đạn gớt nha quý vị. Chắc lựu đạn này chắc cả tấn thuốc à. Bắn xong rồi kìa, anh bắn chơi. Bắn làm gì? Hộ cạn hay sao? Hộ hơn. Hai chị này bơi coi, đào bơi coi. Hai ba. Trời ơi. Rồi giao lại, xích lại đây con. Ở đó sâu lắm, xích lại đây. Xích ngược lại đây. Đừng có kéo như vậy. Xích ngược lại đây. Đi ngược lại đây, đằng đó sâu lắm á. Sâu không? Sâu. Mà coi hết đầu luôn à. Sâu vậy đó hả? Sâu lắm á. Rồi hai bà này làm gì đây? Tầm bơi mà bơi hoài không được. Tức. Rồi thôi quá, cái mà té rồi. Ông mày chưa có ủng mà lăn cành đây xíu muội. Đi chứ. Đi chứ. Khoan, từ từ đi leo lên kìa. Không lên được luôn. Ý là quay coi bơi đùa còn nhân phủ rồi đùa. Ê khoan, cái này đâu? Chồng đang bơi cái vụt ra cái chết nữa. Qua đây bơi thử à. Sâu lắm rồi. Sâu lắm rồi. Sâu. Sâu đó nha Dào. Ốm quá. Lấy áo phao bự quá. Đi. Hỏi sao không Cao? Sao không? Ơi, còn chút xíu vô luôn mà không thấy quá. Sao đâu? Thấy. Đó. Lại thêm hai bạn mới vô nè. Mà đùa nè. Nhiều bạn nữa. Đi vô để chung. Ờ sao 2 mét mấy lận mà không dám. 2 mét kìa. Kìa. Dạ không cao. 2 mét 6 đâu kìa. Thôi hai con đừng có xuống, để hai bạn này bơi đua nè. Mà anh bơi. Bơi đi đâu? Bơi ngửa nè. Bơi qua bên kia hả? Được không đó nha. 2 3 vô. Cố lên, cố lên, cố lên. Mau quỷ con. Lại. Cô một con nhái đã bị bỏ cuộc. Con bơi ngửa. Một con nhái đã bị bỏ cuộc. Này vô. Thôi đừng có đổ thừa. Vô luôn, vô luôn, ngửa luôn. Và đây là các bạn nhí xa lạ nha. Bơi điêu luyện luôn. Ê sâu dán qua đó luôn hả? Sành điệu dữ ta. Bơi đi con, bơi đi, đâu bơi coi. Bơi coi. Hay quá, bơi coi. Quá giỏi luôn nè. Đó. Đó, thấy người ta nhí người ta bơi dữ không? Quá vui. Nay chủ nhật nha mọi người. Rất là nhiều bạn luôn. Tem nào người ta cũng biết bơi. Chỉ có tem của mình là không biết bơi thôi nè. Người ta bơi đùng đùng luôn nè. Người ta giành rồi. Bơi không được. Không giành rồi. Mọi người ơi. Mọi người ơi, nè người ta nè, người ta bơi đùng đùng nè, còn tem của mình nó tắm bên hồ trẻ em. Nó cầu quào không nè. Tập bơi đi, nằm xuống bơi. Đấy, áo này bơi. Bên đây. Cởi áo ra bơi, coi chừng nó chìm xuống. Chúng mà kéo ra bơi. Ừ, ở bên đây không, cởi áo ra đi, cởi áo phao nha. Thôi chưa. Em quy bơi hay ghê chưa? Em quy nó bơi nó chạy nó bò kìa. Mọi người coi Yến Quy mới đây mà biết bơi điêu luyện luôn nè mọi người. Con thì biết lặn luôn hả? Đâu lặn sao đâu? Lặn ơi. Quy. Lại đây bơi giúp coi coi. Nè, mới đây biết bơi điêu luyện luôn mọi người. Đó thấy chưa? Bơi. Đi chàng con gùa luôn á mọi người. Mọi người. Thấy chưa? Thấy Quy bơi điêu luyện chưa? Đó nào. Giống con rùa không mọi người? Đó. Bạn không bị đó, vui đây bạn ấy. Vô lên mũi rồi. Vô lên mũi. Con cũng bị vô lên mũi. Sao vậy? Sao rồi con?
cô rùa. Cô rùa ơi, sao rồi? Vô lỗ mũi. Ngoài kia không? Có. Có gì lao? Con có lặn xuống không? Mới em mới lặn xuống á. Đâu lặn sao đâu? 2 3 lặn đây. Trời ơi. Mới lặn có một chút thôi à. Trời các bạn ơi. Không biết bơi. Bơi bên hồ trẻ em. Buồn quá. Nhìn mấy bạn kia bơi mà thấy tức á. Các bạn nhớ ủng hộ team mình để mà từng nào cũng ra clip mới lại cho các bạn xem nhé. Chuẩn bị. Bây giờ đi lên cầu. Đâu, lên cầu bay xuống cái đụng đây. Đây. Đây, hãy nhìn tem đào bà rau múa lửa nè. Chuẩn bị uống nước. 2 3 đâu tụt coi. 2 3 đâu em quá dữ. Ủa sao không ngơ bơi được chạy. Đang bơi mất tiêu. Em đang bơi mất tiểu quá, bay lên bờ tiểu. Tiểu chứ không có được. Nhìn con bơi đây. Yeah. Sao bơi thấy mắt ham, mình bơi thấy mắt mọc vậy. Tem này lần đầu tiên xuống nước. Mắt tiểu quá, tiểu dưới không được. Bay lên bờ xuống tiểu. Nào anh Thành. Ở nóng lên nào. Kệ nó. Thôi chị. Sợ chơi sợ con mắt. Không sao. Ôi, cái đầu luôn rồi. Con Duyên Quỳ á, bơi cái bên này, cởi áo phao qua đi cho khỏe. Đi đi. Thôi. Phần đến ngoài bơi ngớ được á. Ờ, cởi áo phao qua đi Quỳ. Mình chơi nổi mà. Bơi, không chịu khỏi. Không chịu khỏi thôi. Thôi. Này, thằng kia đâu rồi? Nó bên phòng bên kia rồi. Nó bên chú cảnh á. Cho anh cởi ra đi con. Cho anh cởi không chịu thôi, kệ nó. Đó, thấy Nguyên phái rồi. Nguyên phái rồi. Coi bà gùa tiếp tục bò. Ngồi xuống cái nổi lên nè. Lặn xuống mặt. Nghe thấy ghê luôn. Nó thả lỏng người luôn á. Đó, các bạn nó bắt đầu qua bơi cho coi nè. Bơi con. Đó, thấy ghê chưa? Bơi. Nhỏ quá không được. Hôm nay này nhỏ quá hả? Đang bơi, cố lên kéo quần. Gà quần có chạy xếp tuột. Tuột quần luôn hả? Xếp tuột không? Chị em dám chượt không? Không. Ra đây chượt. Trời nó lạnh quá vậy. Mình lạnh hơn không? Nay lạnh rồi. Tem mình á có duyên lắm nha quý vị. Hồi nãy vô không có ai bơi á mà bây giờ rất là đông nha. Ở đây luôn. Kìa, lên luôn. Đi. Nắm tay nữa nè. Rồi. Nhát lắm, nhát lắm. Đi quay đi chém chỗ coi. Bơi ở trên đây luôn. Không dám đâu. Đi. Xuống. Tặng trái mìn anh Công. Lên tặng tặng quý vị khán giả trái mìn coi. Nè, coi anh Công tặng trái mìn nè. Nè, tặng trái mìn nè. 2 3 Ủa vậy còn nghe cậu nhảy. Nhảy đâu? Lên bờ lại nè. Đi đâu? Đây. Lên đi. Con à. Nhảy kiểu luôn. Nhảy các kiểu luôn hả? Các kiểu luôn. Nhảy lộn mèo đổ uống nước nữa. Dân bơi chuyên nghiệp mà lộn mèo xuống nước. Cô bắp ấy. Rồi đâu nhảy các kiểu coi. Con này không? Lần để con quả đây.
bơi ngoài. Đúng rồi. Quý vị có làm được điều đó hay không? Điều luyện quá, điều luyện. Làm lại khác nữa nè. Quá điều luyện. Cục thịt mỡ này quá điều luyện luôn. Đâu? Quý vị hãy nhìn kỹ chi tiết nha. Hai ba. Chưa? Mở. Hai ba. Cục thịt mỡ quá điều luyện. Cái chị này, cái chị xe này sao mà nhăn cái mặt quài ấy. Đu vô đây nè, trong làm đu vô bây giờ thành tường này cho. Rồi đâu, đu hai tay cho thành tường đi. Rồi vậy đó, đi ra. Đó, ăn xong làm kìa. Mình mở hàng hồ bơi giờ rất là đông nha. Kem. Đây rồi. Không dám. Để nó, để từ từ. Con nổi lên luôn nè. Ờ. Con mở anh bơi không vậy? Thôi. Trời ơi. Sâu lắm. Sâu lắm. Không, mở nó. Thì con đi đi. Đem dạo. Nó đâu có ai đâu rồi. Kìa. Ừ, cô Yến Huy gần rồi. Yến Huy điêu luyện luôn á. Mình nữa nè. Thằng mềm quá. Sao đi luôn. Con hai giờ à, đúng rồi đó. Xà nè. Nó đây con hai giờ đó. Đúng rồi. Chị gùa sao chị gùa? Nó bắt được con gì vậy? Trời ơi. Không. Xuống tắm mò được ốc sên luôn á nha mọi người. Hồ bơi mà có ốc sên luôn nè. Hồ bơi này như biển vậy đó. Như biển. Không. Kéo nè coi Yến Quy ngã ngửa nào, ngã ngửa quy đó, ghê chưa, đang giúp bơi rồi đó. Cái lựu đạn nè. Cái lựu đạn nổ nè. Không đứt nha, không đứt nha. Nhìn ta nè. Coi chừng đứt nha. Cái này cái là chết luôn. Không đứt á. Không đứt á. Đứt thôi. Đứt dưới cầu thôi. Thôi sợ quá. Ờ không đứt à. Nguy hiểm lắm. Về ngã xuống thôi. Hải cẩu xuất hiện nè, con hải cẩu xuất hiện đó nè. Đây hai bác đào đen ruột cái đầu buộc tóc cái gì mà đó đầu buộc tóc đâu
Đạo xuống được rồi em ơi, em được rồi đó. Đạo xuống đây, ngồi xuống. Dạ nó bơi đi con, dạ em bơi con. Bây giờ mấy bạn theo chân tay mình đi uống trà sữa nha bạn. Bơi xong rồi nha bạn. Ok, và bây giờ tem của mình sẽ đi review cái quán trà sữa, nói chung là lớn nhất ở cái địa bàn mình đang ở luôn đó, là trà sữa Top Go nha các bạn. Top Go. Và đây là tem mình này, mới vừa ra hồ bơi xong nè. Nay Phú Đại Gia, Phú Black nha. Bao trọn gói hết bơi rồi tới uống trà sữa luôn nha. Đây. Rồi tiếp tục đi. Đây có mì cay luôn nha. Mì cay, trà sữa các loại. Chắc liền nha bạn. Tổng cộng nhiêu nói lại anh? 190. 190 nghìn. Phú và lách bao luôn nha. Đưa nào chục ngàn đi. Bao mì gì vui không mày? Rồi giờ ngồi đâu? Lậu á. Lậu chứ mát lậu ngồi lên. Trưa này nắng cái lậu không lậu xuống hả? Hả? Có cho cái lúc mà người ta tự lên chứ mình bên con. Đi đi, đi lên lậu đi. Đi lên lậu. Lấy ghế ngồi chung với nhau đi cho vui nè. Và đây là ly Việt Quốc hả? Quốc. Ly gì? Dâu hả? Kiwi. Cái gì? Cái này gì? Kiwi. 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 Đây cũng là kiwi. Đây là dâu nha các bạn. Có nguyên miếng dâu luôn. Rồi bắt đầu bếp đi. Thơm hơn đó chắc. Dâu sao? Ngon quá. Ngon quá hả? Rồi dâu sao? Dâu quá là ngon quá. Rất là ngon luôn hả? Rồi bây giờ mình uống hết cái này xong rồi về nha. Nãy ngồi uống cà phê. Kết thúc video đi, hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau nha. Các bạn nhớ nhấn like và cho mình một đăng ký để team mình có thêm động lực và mỗi tuần nào cũng làm cho các bạn những video hay nha. Tạm biệt. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Có ý kiến nào làm video đó. Các bạn có đóng góp ý kiến gì để mà làm nhiều cái video sau thì nhớ nhắn tin comment lên cái kênh của Củ Vlog mình nhé. Chào, để hẹn gặp lại.